cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với bản tin tổng hợp trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Sau đây là những tin tức nổi bật nhất trong ngày mà chúng tôi vừa cập nhật. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Ngày 17 tháng 9 năm 2024, tại một quán bán xôi bánh mì ở địa chỉ số 96 Phạm Ngũ Lão, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên, thật bất ngờ khi dùng điện thoại quét mã QR để thanh toán cho 3 suất bánh mì. Chúng tôi vô cùng ngạc nhiên, hiện lên tài khoản nhận không phải là của chủ quán như mọi khi, mà là tài khoản của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Hỏi chị chủ quán thì mới biết, chị quyết định dành toàn bộ doanh thu trong ngày hôm nay để chuyển tới Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, những mong sẽ giúp đỡ được bà con vùng lũ. Bình thường thì buổi sáng khoảng bán được khoảng 50 cái bánh mì, cả 50 suất xôi có giá là 20.000. Nhưng mà hôm nay vì là có một cái chương trình ủng hộ Báo Luật mà tôi đã đăng tải Facebook từ ngày hôm qua, thông báo cho bà con thành phố Hưng Yên mình được biết ấy, thì là đến hiện giờ cho đến bây giờ này thì chúng tôi bán được khoảng 100 cái bánh mì rồi. Và xôi thì cũng khoảng được 50 hộp xôi. Chương trình này tôi sẽ triển khai cả ngày. Là từ 5 giờ sáng nay cho đến 9 giờ tối ngày hôm nay. Mua một bánh mì hay là một xôi bất kỳ nào ấy thì đều chuyển khoản qua mã QR của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc. Nếu mà mọi người quét mã QR tại quầy thì theo đúng như là những gì tôi đăng tải trên Facebook thì sẽ được tặng một đồ uống bất kỳ, hoặc là một sữa đậu nành, hoặc là một trà chanh, hoặc là một nước ngọt tùy khách hàng lựa chọn. Với những khách hàng không thể chuyển khoản qua mã QR thì tiệm cũng đã chuẩn bị riêng một khay nhỏ để đựng tiền bán xôi và bánh mì trong ngày 17 tháng 9. Đếm nhanh số tiền mặt đã thu được từ sáng sớm cho đến trưa chắc cũng được hơn 1 triệu đồng. Và đến 21 giờ tối nay thì chị Chi sẽ có thêm một công việc nữa là kiểm đếm và chuyển khoản số tiền mặt trong ngày hôm nay thu được vào tài khoản của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Dù công việc bận thêm, nhưng chúng tôi tin chắc rằng chị và các cộng sự của mình sẽ rất vui, rất hạnh phúc. Là một người dân của thành phố ấy, thì mình cũng kỳ vọng là cái hành động nhỏ bé này của mình có thể lan tỏa được tất cả cho người dân, những cái người mà làm ăn kinh doanh buôn bán nhỏ lẻ như mình ấy. Người ta cũng hướng đến và biết được cái hành động này là có thể giúp đỡ được bà con đồng bào bão lụt ấy, để mà có thể lan tỏa được là nhiều người giống như mình làm được những cái công việc nhỏ nhỏ giống như mình này, nhưng mà lại giúp đỡ được nhiều người. Không chỉ được khen ngợi bởi tinh thần ủng hộ, tương trợ đồng bào, tiệm xôi bánh mì này còn được yêu thích bởi cách làm sáng tạo. Cách làm này không chỉ được các vị khách đến quán hưởng ứng, mà cư dân mạng cũng dành nhiều lời khen ngợi. Một số quán ăn ở thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai và thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng không nhận tiền mặt, toàn bộ doanh thu trong ngày được khách chuyển trực tiếp vào tài khoản của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để ủng hộ đồng bào miền Bắc chịu ảnh hưởng của bão lụt. Vào ngày 16 tháng 9, trên mạng xã hội lan tỏa một hành động đẹp và ý nghĩa của một quán bún ở KP6, phường Trung Dũng, thành phố Biên Hòa. Đây chỉ là một quán bún nhỏ bán trên vỉa hè, thế nhưng chủ quán đã quyết định không nhận tiền mặt từ khách, mà thay vào đó, người ăn sẽ chuyển trực tiếp vào tài khoản của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Với tấm biển nhỏ đặt ngay trước xe bán hàng, chủ quán đã gửi thông điệp chia sẻ với bà con miền Bắc đang gặp khó khăn vì ảnh hưởng của lũ lụt. Theo chia sẻ của chủ quán cho biết, khi nhìn thấy những hình ảnh về đồng bào miền Bắc phải đối mặt với thiên tai, nên bản thân muốn làm điều gì đó để góp một phần giúp đồng bào vượt qua khó khăn. Vì vậy, chủ quán không nhận tiền mặt ở quán trong hai ngày 16 và 17 tháng 9. Thay vào đó, khách hàng chuyển tiền trực tiếp vào tài khoản của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để ủng hộ. Hành động đẹp của chủ quán đã khiến nhiều khách hàng không chỉ trả tiền tô bún họ ăn mà còn muốn đóng góp thêm. Tương tự, quán cơm Út Hiền ở đường Trần Quý Cáp, phường 9 ở Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng chuyển doanh thu 4 ngày cứu trợ đồng bào vùng lũ. Theo chủ quán cơm cho biết, trước đó đã góp tiền vào quỹ để hỗ trợ người dân vùng lũ. Thế nhưng những ngày qua, trước những hình ảnh thông tin về đồng bào miền Bắc, anh lại muốn làm điều gì đó để san sẻ khó khăn với bà con. Do vậy, quán đã tạo mã QR số tài khoản của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Mỗi khi khách thanh toán thức ăn đã dùng, chủ quán và nhân viên đề nghị không trả tiền mặt mà chuyển thẳng vào số tài khoản của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để ủng hộ đồng bào miền Bắc. Việc này sẽ được thực hiện trong 4 ngày, từ ngày 16 đến ngày 19 tháng 9. Chủ quán cho biết thêm, về nội dung chuyển khoản, số tiền chuyển khoản đều do khách quyết định, không nhất thiết phải ghi tên quán cơm vào. Trong ngày đầu áp dụng, có nhiều khách hàng đã nhiệt tình ủng hộ. Một số trường hợp người lớn tuổi không có tài khoản, chủ quán cũng đã căn dặn nhân viên hỗ trợ chuyển giúp. Không chỉ các nhà hàng quán ăn kinh doanh đồ ăn, tại nhiều cửa hàng kinh doanh đồ uống cũng nhân rộng hoạt động có ý nghĩa nhân văn cao đẹp này. Khi trả tiền uống cà phê tại một quán nằm trên đường Nguyễn Văn Cử, quận Long Biên, thành phố Hà Nội, một vị khách bất giác nhìn thấy số tiền 530.000 đồng được chuyển đến Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thay vì số tài khoản của chủ quán. Nhận ra điều này, khi đã chuyển thành công số tiền trên, vị khách này được nhân viên giải thích rằng quán sẽ dùng toàn bộ doanh thu nhận được trong ngày 13 tháng 9 mà khách hàng thanh toán gửi đi ủng hộ người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Lý giải về ý tưởng hỗ trợ này, đại diện sáng lập thương hiệu này cho biết đơn vị nhận thức được việc góp phần ủng hộ dù là nhỏ nhất đến đồng bào đang bị ảnh hưởng do bão lũ cần kịp thời, càng sớm càng tốt. Vì vậy, cửa hàng đã nảy ra ý tưởng sử dụng tài khoản Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để nhận thanh toán cho các đơn hàng tại quán. Theo chia sẻ của vị đại diện cửa hàng, dù đóng góp nhỏ, hy vọng có thể cùng mọi người san sẻ phần nào khó khăn với đồng bào vùng lũ. Mong rằng đất nước sẽ sớm vượt qua giai đoạn thử thách này. Dù con số ủng hộ không quá lớn, nhưng điều lớn nhất quán có được là lan tỏa được tinh thần yêu đồng bào đến với nhiều người dân Việt Nam. Sự lan tỏa này sẽ giúp tinh thần mọi người tích cực hơn, khuyến khích động viên các bạn trẻ có cái nhìn tốt đẹp nhất về từ thiện, không ngại góp phần ủng hộ dù là nhỏ nhất, đồng lòng hướng đến bà con bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Đây là sáng kiến đang được hàng loạt quán cà phê ở nhiều địa phương áp dụng với mong muốn có thêm tiền hỗ trợ người dân chịu ảnh hưởng của bão Yagi và ngập lụt, lũ quét, sạt lở. Mã QR tài khoản Ngân hàng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhận tiền ủng hộ đồng bào các vùng bị thiên tai được đặt ở những nơi dễ nhận thấy trong quán. Khách hàng khi thanh toán hóa đơn thay vì chuyển tiền vào tài khoản của quán thì được đề nghị quét mã này qua ứng dụng ngân hàng hoặc ví điện tử. Chủ một quán cà phê nhỏ ở phố Yên Lãng, quận Đống Đa, Hà Nội cũng vui mừng chia sẻ. Ban đầu, mình chỉ nghĩ đơn giản là làm cái gì đó ý nghĩa, nhưng khi thấy nhiều khách hàng hào hứng ủng hộ mới thấy cách này thật sự đã tạo được sự khác biệt. Việc đặt mã QR gửi thẳng tiền ủng hộ đến Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để giúp bà con bão lũ không chỉ giúp việc quyên góp trở nên minh bạch, nhanh chóng mà còn loại bỏ các rào cản đối với những người muốn giúp đỡ nhưng e ngại về thủ tục. Tại Quảng Nam, một quán cà phê ở góc đường Tuệ Tĩnh và Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Tam Kỳ treo hai tấm băng rôn trước cửa với nội dung cà phê hẹn thông báo từ ngày 12 tháng 9 đến ngày 15 tháng 9. Vì tinh thần ủng hộ các tỉnh phía Bắc bị thiên tai lũ lụt, quán không thu tiền mặt, rất mong quý khách chuyển khoản trực tiếp đến Văn phòng Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Xót xa khi chứng kiến những tổn thất nặng nề mà bà con nhiều địa phương phía Bắc phải chịu vì bão lũ, sạt lở, chủ quán cà phê này đã quyết định dùng toàn bộ doanh thu trong 4 ngày để hỗ trợ. Phong trào này đang tiếp tục lan rộng và trở thành sự chung tay của cả các chủ quán cà phê và khách hàng. Nhiều người cho biết khi thanh toán hóa đơn vào tài khoản của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, họ không chỉ trả tiền đồ uống mình sử dụng mà còn thêm phần đóng góp của mình vào đó. Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho biết, tính đến 17 giờ ngày 16 tháng 9, Ban Vận động Cứu trợ Trung ương đã tiếp nhận tổng số tiền ủng hộ đồng bào vùng lũ là 1.236 tỷ đồng. Từ số tiền tiếp nhận được và căn cứ vào tình hình thiệt hại của các địa phương, Ban Vận động Cứu trợ Trung ương đã quyết định phân bổ hỗ trợ đợt 2 đến các địa phương với tổng số tiền là 650 tỷ đồng. Như vậy, sau cả hai đợt, Ban Vận động Cứu trợ Trung ương đã phân bổ tổng số tiền là 1.035 tỷ đồng. Ban Vận động Cứu trợ Trung ương cho biết sẽ tiếp tục cập nhật và công khai danh sách các tổ chức cá nhân ủng hộ trên các phương tiện thông tin đại chúng.
Chiều ngày 16 tháng 9, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục đăng tải 13.358 trang sao kê tiền ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão số 3 trong ngày 13 tháng 9 qua số tài khoản ngân hàng Vietcombank. Ban vận động cứu trợ Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trân trọng cảm ơn tấm lòng của các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân ở trong và ngoài nước đã ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3. Theo danh sách, 13.358 trang được đăng tải, trong ngày 16 tháng 9 đã có 386.402 giao dịch chuyển tiền ủng hộ đến số tài khoản của ban. Trong đó có trường hợp ủng hộ 2.000 đồng, sau đó là 10.000 đồng, 20.000 đồng, 50.000 đồng, 100.000 đồng đến vài triệu đồng. Có 5 tổ chức đơn vị tập thể cá nhân ủng hộ 500 triệu đồng, 67 tổ chức đơn vị tập thể cá nhân ủng hộ 100 triệu đồng, 190 tổ chức đơn vị tập thể cá nhân ủng hộ 50 triệu đồng. Ban vận động cứu trợ Trung ương đang tiếp tục rà soát để phân bổ sớm nhất đến với các địa phương vùng thiệt hại do bão lũ, đồng thời tiếp tục cập nhật và công khai danh sách các tổ chức cá nhân ủng hộ trên các phương tiện thông tin đại chúng. Với tinh thần công khai minh bạch, Ban cứu trợ Trung ương đang tiếp tục cập nhật và sẽ tiếp tục công bố bản sao kê danh sách chuyển khoản qua các ngân hàng và ủng hộ trực tiếp bằng tiền mặt của các đơn vị tổ chức cá nhân tại cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trên các phương tiện thông tin đại chúng. Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Vận động Cứu trợ Trung ương sẽ sử dụng kinh phí ủng hộ đúng mục đích, có hiệu quả, phân bổ kịp thời, công khai minh bạch theo đúng quy định của pháp luật để số tiền tiếp nhận đến nhanh nhất với người dân các tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nề bởi bão lũ. Đồng thời, ngôi nhà chung đại đoàn kết tại 46 Tràng Thi Hà Nội sẽ luôn đón tiếp các cá nhân tổ chức đến ủng hộ tất cả các ngày trong tuần và không có ngày nghỉ. Nhấn mạnh, khi cơn bão qua đi, sẽ rất cần nhiều nguồn lực ủng hộ để người dân sớm ổn định cuộc sống. Ông Đỗ Văn Chiến mong muốn trong thời gian tới, các cơ quan doanh nghiệp, tổ chức, tập thể cá nhân ở trong nước và người Việt Nam ở nước ngoài, người nước ngoài đang làm việc và sinh sống tại Việt Nam, sẽ cùng tiếp tục lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, mỗi người cùng chia sẻ giúp đỡ về tinh thần, vật chất, góp phần cùng với Đảng, Nhà nước nhanh chóng khôi phục sản xuất và đời sống của nhân dân.